Thùy Dương xin chào tất cả các ông bà cô chú. Hôm nay Thùy Dương lại tiếp tục lên đường để đi câu cua trong mùa đông. Cả nhà đi theo Thùy Dương xem câu cua mùa đông như thế nào nha. Thì bây giờ Thùy Dương chạy ra tới chỗ thả lồng cua rồi. Rồi đây hai tàu của anh, hai anh đi câu chung. Lần nào cũng ba tàu này đi chung nhau. Giờ qua bên kia câu cá, coi có cá không. Xong rồi lát nữa trở lại kéo cua sau. Lên đường đi. Nào, tàu đẹp chưa? Đó, hai cái tàu. Rồi, lên đường đi câu cá nha. Coi có cá không. Rồi, tới đảo này rồi. Thả đồ cần câu đi câu cá thôi. Rồi sau một hồi câu cá, giờ cá nó mới ăn. Đó, hai lúa đang kéo cá lên nè. Con này chắc lớn à. Lấy cái bọt em. Bọt đó. Quay đi, quay đi, đứt rớt kìa. Rồi cá lên. Coi cá này lớn không. Lâu nay không câu cá, này câu mới có nha. Rớt vô con mũ rồi chim. Ui, con này lớn á. Wow, bự ngữ. Đó, được một con nha, wow. Rồi. Bỏ cái gì hả? Ủa, cái gì mà thích nè. Bỏ đâu đi em nè. Đó, được một em cá nhám bông. Thấy nó bông bông không cả nhà? To hơn cái khu lờ luôn. Sau khi câu được một con cá nhám bông rồi, giờ không câu được con nào nữa hết. Bây giờ thì Dương trở về chỗ để vớt lồng cua coi có cua hay không. Chứ giờ câu cá không còn nữa, không có nữa. Dương nói hai lối đứng sóng cái kéo. Bây giờ tới thì Dương đứng sóng cái kéo. Không đứng sóng đâu lưng. Nặng ghê trời. Anh chắc cua con không rồi. Kẹt đó, cua con cho cả nhà coi. Vui mắt. Có kìa. Có nha các bạn. Ô, cũng được hai em, ba em. Quá wow. Có cua được 2, 4, 6, 8, 9 em. Con này cái bỏ đi. Con này đây. Có bằng mặt Thùy Dương không? Nó vừa không. Ui chú trời. Ui dữ rồi. Quá ngon luôn. Quá dư luôn nè cả nhà. Quá ngon luôn. Còn đó là quá bự luôn. Wow. Quá trời bự. Cho đi xuống lại. Ui, cái này. Nặng kè luôn. Mặt trời sắp sửa xuống nha các bạn. Nếu như đủ sở hữu thì mình vô luôn. Còn không có thì mình phải kéo thêm lần nữa đó. Còn nó ốp rồi hả? Ốp thôi, cho em về với nước đi. Con này trắng bóc à. Này đẹp trai giống như ai ta? Đẹp trai giống như Phúc Canada hả? Mềm quá. Đẹp trai giống như Phúc Canada là phải thả rồi. Không giống như ông Tính Trần á. Ông Tính Trần hả? Ông Tính Trần là đầu trọc. Ông Tính Trần cũng đẹp trai. Ông Tính Trần nói đẹp trai giống hai lúa. Ở đây luôn hả? Ừ, chơi luôn đi. Cả nhà thấy Thùy Dương giống như professional chưa? Bèo hả? Được có con nào trời? Con cua đá. Ừ, con cua đá lớn hơn. Wow, được con cua đá bự. Dạ, lấy cái kia xuống đi. Cho em nó về với nước đi. Con này vừa không? Đó. Sắp nhỏ rồi, nhìn thấy nhỏ rồi. Thấy nhỏ rồi. Ừ. Xíu à. Con cua đá. Con em cua đá bự. Cua đá to chà bá luôn.
hoàng hôn sắp xuống nha các bạn. Bỏ gà thêm không hay sao? Hay là kéo nữa không? Không, cho mình tới đi. Mình tới hả? Cây chụp xuống luôn đi. Mình cua, mình cua nè. Dùng hết xuống đi. Không có gì hả? Có, lên được. Con đã bự ạ. Con này wow. Đã bự luôn nè. Quá bự quá mại luôn. Mại. Mại không cả nhà? Cua to. Good one. Được con kia nữa. Đây thêm em nữa. Đó, hai em. Đo thử, đo, thằng đó phải đo. Thằng đó rồi. Nghi ngờ hả? Dư. Ok, dư good. Ừ. Còn ok, còn nhiều cho nó về dưới nước đi. Em này cái không à? Phải phụ thì dương cho dục ra chứ thì dương mò lấy tới nữa tới khuya quá. Thời gian sắp sửa tối rồi. Ôi trời ơi, một lùi đông luôn. Tắt cái máy đi. Tắt rồi, nó lấy xuống sao. Có nào không? Ôi trời, cua đá. Đây là cua đá rồi cả nhà. Hai con cua đá. Thôi dục qua đi, dục qua đây. Con nó nhỏ, dục đi. Nhỏ. Ai biết em. Nhỏ. Mình chỉ lấy lớn thôi. Nhỏ dục đi. Được tất cả là 6 con rồi, 2 cua đá, 4 con Giờ mình bỏ thêm mồi nữa. Dương giờ thành chuyên nghiệp rồi nghe các bạn. Chỉ có cái là câu chưa có cua thôi. Cái gì? Giờ chuyên nghiệp rồi nhưng mà câu chưa có cua. Cái giờ cũng có rồi đó. Cua nó vô thông mà đâu phải vô thì vô. Chuyện này mới 4 con rồi, chuyện này không xong rồi. Cá không? Chết to luôn. Đây, được. Đều quá. Chưa cuối mùa rồi. Rồi cuối mùa đâu, do con nước thôi. Chắc được 1 con rồi. Cũng được 2, 4, 6, 8, 9 con. Đo thử coi. Chắc con đó nó vừa vừa nhưng con kia là nhỏ rồi. Ôi trời ơi, cái này sao rớt xuống rồi em. Rồi. Vừa đủ luôn. Gồ kêu dữ dội. Con chim. Chim nó đợi khi nào mình nó dục đồ ăn ra là nó cho nó bay tới. Yeah. Nhỏ. Nhỏ cho đi. Ok, bây giờ mình phải thêm mồi nữa. Bỏ cái hũ vô luôn em. Cái hũ đó. Giờ gửi ông ra.
Dạ anh Sang nha bạn. Quên, cua anh Sang. Kêu gà anh Sang. Nói cua. Hồi cũng lộn tà lè. Cua anh Sang. Chắc mình chạy tới bên kia đi, chạy ở cạnh. Rồi đợi chờ đi. Nó nhỏ quá. Được mấy con luôn. Cua nhỏ hay lọt đó, cái bên Mỹ này đó, họ làm cái lỗ này đó, lớn như vậy nè. Lỗ này như 2.5 3 in đó không? Lọt ra được. Những con nào cua nhỏ là lọt ra được. Nó sống sót phải không? Đo đi. Bao nhiêu coi? Thì Dương nói cua biết nói tiếng người. Thì Dương nói cua biết nói tiếng người. Thì Dương nói, đứng lại coi. Mà đủ á. Đứng lại coi. Đó, con cái, dục luôn. À, giờ anh hai lúa anh phải ghi vô bắt bao nhiêu con nữa là phải ghi vô cái bằng câu cua của mình ha. Phải ghi vô, không ghi là không được à. Mấy mùa đông nè, rồi area mấy nè, rồi ngày bao nhiêu tháng nhiêu là ngày nè, rồi bắt được bao nhiêu con thì mình gặp được một con cua nào lên nước đó là phải bỏ vô thùng mình chữ mình giữ á, là mình phải ghi vô, không ghi vô á là cho họ có cái cớ họ phạt mình đó. Không ghi bên vô này là bị phạt theo luật lệ đều đàng hoàng. Qua coi cái tàu này coi câu có cua không. Đi một mình đứng vớt đồ ngon lành, dễ sợ chưa? Đó, đã không? Coi có vớt được con nào nha. Trời nhà coi cách vớt cua bên này ha. Mới sắm được cái dàn kéo đó. Bữa là kéo tay nay mệt rồi, phải dám sắm cái dàn kéo đó mới kéo được. Dành kéo đó khác với lại dành kéo của anh hai lúa. Wow, anh Hoàng Hôn xuống rồi kìa. Anh Hoàng Hôn xuống luôn rồi. Mặt trời xuống rồi, mặt trời đẹp quá. Cho bà con ngắm ánh mặt trời. Cái đó hơi nặng ha. Đi đủ chưa? Chưa. Em 7 con rồi. Ôi trời. Mẹ gì? Hôm nay mới được có 6 con à, chưa đủ. Cái này là nặng quá phải kéo nổi luôn. cái loại đó kéo nó hơi chậm ha. Tại nó nhỏ. Rồi rồi rồi. Wow, mãi chơi đó. Mãi chơi nhiều luôn kìa. Coi coi. Coi coi. Đậu luôn rồi. Wow, cua con. Đây là cua con đúng rồi. Đó là cua con à. Làm cái cua con đúng không ạ? Cua con lớn đó. Con có cua nhưng mà cua con nhiều. Mỗi lần nữa. Mỗi lần nữa. Hết rồi. Cả lại hết rồi. Xong rồi. Con. Được một con. Rồi còn mấy em kia nhỏ thả hết rồi.
câu relax ngắm biển luôn, rồi có anh luôn nha cả nhà. Đó, nó thôn đẹp quá, ánh mặt trời giờ nó xuống rồi, nó vàng nhẹ. Wow, chỗ này không có. Dạ, kia có hả? Kia có. Dạ. Oh shit. Kia em kéo lên ba lồng là 7 con rồi. Biết không? Bên đó đó khi mà mấy thằng tàu lớn này nó kéo á, nhiều khi nó làm hư cái mất cái lồng của mình, cho nó cũng đỏ vậy á. Dạ. Ừ. Tại nó kéo. Cái này cặp vô hay sao mà? Ừ. Thằng này thì như nó sắp sửa ra rồi sao á, hay là không biết sắp sửa vô không biết. Có mấy tàu dầu ngay đó nha cả nhà. Tại vì anh không muốn thả ở đó là tại vì lý do nó kéo tàu ra kéo tàu vô làm hư làm mất cái lồng mình đó. Nó ngay cái đầu mũi của cái chỗ làm dầu, làm xăng rồi đó. Họ đưa hút dầu vô. Cái nhà máy dầu xăng nè. Họ đưa dầu xăng vô đó, họ lọc quá rồi họ bán xăng cho những nơi ở gần đây nè. Gần đây hoặc là nguyên cái vùng Puget Sound mình á. Nhà máy dầu rất là lớn luôn. Đó, cái nhà máy đẹp không cả nhà. Quá trời mấy cái bồn dầu chứa dầu chứa xăng nè. Quá trời lớn luôn á. Quá chừng bự. Chút xíu nữa điện lên đẹp lắm ạ. Dạ, giờ điện cũng đã lên rồi nhưng mà bây giờ tối sáng giờ sáng chưa thấy. Wow, nhìn đẹp chưa? Quá chừng luôn. Coi cái nhà máy mây nó cái khói nó lên giống như mây á. Wow, đẹp dễ sợ chưa? Wow. Nhà máy lớn rất là lớn luôn. Quá chừng là lớn. Rồi còn cái cầu đó là chạy tốt ngoài này nè. Đó, chạy tốt ngoài này à. Với cái tàu lớn họ chở dầu ở ngoài biển vô. Xong rồi họ đưa dầu hút xăng lên trên cái nhà máy đó, họ lọc. Có cái tàu chở dầu này, quá chừng bự luôn. Quá chừng lớn luôn, bao nhiêu chiếc á tốt ngoài xa kia. Có những chiếc đậu tốt đằng xa, tốt lúa đằng kia. Wow, mặt trời đẹp quá. Quá đẹp luôn. Hôm nay trời hơi mù mịt chút là tại vì cháy rừng á. Cho nên là trời nó mù mịt. Chứ còn không là hôm nay trời nắng ấm, không khí rất là đẹp, nhưng mà tại mù mịt cho nên không khí nó mù vậy đó. Rồi kéo đợt 2 nha. Đợt đầu không đủ số, giờ kéo đợt 2. Trời ơi. Đúng rồi, không đủ. Kéo mấy đầu rồi đó. Vậy hả? Anh đang kéo không chưa đủ luôn. Không đủ. 7 con. Mình có được 6 con. Mình được có 6 à. Rồi có không. Cô con không à. Ui cô nhỏ không à. Cô bé tí à trời. Này là đưa dục hết luôn rồi. Rồi đổ hết lại luôn rồi. Đâu lấy được con nào đâu. Cô cắn không à. Có cua cá thì mới năm sau mới có cua đực chứ. Rồi dầu khác. Phóng sinh. Thêm mồi. Bỏ thêm mồi cá hả? Cá thu nà anh. Ừ. Bỏ cái khen cái lon mồi cá thu nà. Cá thu hả? Ừ, cá thu. Cá thu hay là cá ngừ? Cá ngừ. Cá ngừ thì phải ha. Ừ. Coi rồi, có cá ngừ đó rồi xuống là tôm nó khoái lắm à. Hả? Ừ. Mà đây giờ đâu cho câu tôm đâu mà mình câu. Rồi, đi giờ. Đưa thật lại, chạy vô kia hả? Đúng, cho kéo cái lồng nhỏ của luôn. Cái lồng nhỏ chút rồi mới bơi vô hả? Kéo cái tay lồng. Kéo cái lồng thứ hai. Kéo đưa đi chỗ khác. Chứ chỗ này cua con với cua cái không à. Chỗ nào không có là mình phải di dời chỗ khác nha. Rồi nó lên coi có không. Chắc cua con với cua cái không. Thấy chưa, được 3 con. Cua cái, không phải cua cái cua đực mà. Chắc không đủ rồi. Không thì tao kìa anh. Ừ. Đừng con. Cũng được, có lý. Thiếu à. Thiếu hả? Đừng con đó. Con đó đủ á. Ốp em. Ốp hả? Ừ, đủ mà ốp. Rồi kỳ á. Ừ. Rồi giục luôn. Thôi chạy vô chỗ khác nha. Chạy vô kia. Bỏ thêm màu vô chạy vô kia. Để cho con dở lòng luôn em. Dở lòng này luôn hả? Từ từ á. Có cái lòng ở đây nè. Dở luôn đi.
nếu mà không có mình đưa giờ qua bên kia. Hết mồi rồi. Làm thêm một chút bị ấy. Thêm bị mồi nữa ha. Hay mùa này đi câu cua hơi bị lỗ. Còn cua nhỏ cua cái không? Đấy độ. Bây giờ bắt đầu bỏ thêm mồi vô. Hay cái tàu bên kia kéo xong rồi đang chờ. Chờ kéo thêm lần nữa. Chờ kéo thêm lần nữa đi vô ha. Giờ trời bắt đầu tối rồi. Mặt trời xuống rồi. Nó mặt trời xuống tới đó luôn rồi. Nhanh dễ sợ không xuống lẹ thôi á. Mặt trời đỏ chết rồi. Ơi đỏ luôn. Mặt trời đen quá đen mà sao kỳ. Này mặt trời đỏ ơi đỏ. Hả? Chết rồi. Thất bại rồi. Rồi chạy nha. Ủa chưa kéo mà. Chưa kéo. Tưởng kéo rồi. Rồi kéo cái đó lên. Kéo lên kéo lên. Không có là mình dọn chỗ khác. Rồi lên đi. Cua đỏ hả? Đỏ không à. Cua nhỏ không à. Ôi trời ơi. Tiêu rồi. Đó cả đống lồng nè. Kéo lên ba lồng mà không bắt được con nào luôn. Ghê chứ. Thôi giờ chạy vô kia ha. Rồi đi. Trời xuống rồi, kéo lần nữa coi xem sao coi. Chuyện này tiêu rồi. Có không? Không có nào luôn. Không có con nào luôn. Ngầu vậy. Wow, cô bé không à. Nhỏ xíu à. Ui, đây cua con không anh? Hay mình... Hả? Mình tưa này tút bên kia kìa, chỗ bên ngoài á. Chỗ bên ngoài cả. Hả? Đúng sao đâu. Ấm thở. Đục hết rồi. Còn cua con, cua bé. Nhỏ xíu. Cua mới lớn. Rồi đi chỗ khác hả? Rồi thả đi. 60 á. 62, 64, 65 rồi đó. Mặt trời sắp khuất núi rồi. Không có luôn nè. Ở ngoài tại mình mới thả xuống anh. Mới chứ. Này cua đá luôn à. Kéo kia luôn không? Hả? Kéo kia đưa cho khác thả luôn hả? Kéo đó luôn đi. Vô. Tối rồi có mình còn có mình ngoài này à. Không còn ai hết. Đừng con hả? Ủa đừng con. Wow, đã nha. Nè, vào đây. Đừng
thêm một con nữa. Không muối bỏ vô hết mồi không? Cua con nó ăn lẹ ghê. Cho đầy luôn. Thêm mồi vô. Rồi thả lông xuống lại rồi, trời tối rồi, có hôm thôi. Nay không được xấu rồi, đi vô, tối rồi. Rồi đi vô nha. Rồi chị Dương câu xong rồi cả nhà. Giờ trời tối rồi, Dương đi vô thôi. Giờ còn cái mối tàu ở Hai Lúa thì Dương còn ngoài này. Hôm nay câu cũng không được số luôn. Bèo quá. Bèo quá, cuối nói là cuối mùa hè, đầu mùa thu á, đi câu là bèo rồi đó. Đi mùa hè người ta đi câu hết cua lớn rồi, giờ toàn cua nhỏ thôi. Hôm nay coi như đợt này là đợt câu lần cuối rồi ha. Hôm nay chắc ngày cuối rồi. Trời ơi. Chắc thôi, chắc hai là mình ra mình kéo cua nữa, là mình đi vô là ngày cuối cùng luôn á. Mấy video trước mình nói được cuối rồi. Nhưng mà tại vì còn trời nắng đẹp á. Trời đẹp quá. Trời nắng đẹp ấm quá cho nên là đi nữa. Mọi năm là không có đi nữa rồi. Cuối là không đi nữa rồi, cuối tháng 9